Ngày đầu tuần thì thời tiết có thuận lợi cho người dân Nam Bộ đi học và đi làm không chị? Dạ, xin chào chị Kim Lụa cùng với quý vị khán giả. Sang tuần mới thì Nam Bộ sẽ tiếp diễn nắng nóng trên diện rộng. Vì thế ít nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Nhất là với những quý vị nào mà phải làm việc lâu ở ngoài trời thì nên có các biện pháp chống nắng. Những nơi mà nóng nhất trưa nay tập trung ở khu vực miền Đông Nam Bộ như là tại Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một và Đồng Phú từ 35 cho tới 36 độ. Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm cả thành phố Cần Thơ từ 32 cho tới 34 độ, trời nóng. Nắng nóng như thế này, người dân nên hạn chế ở ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 cho tới 15 giờ. Vì đây là thời điểm mà nhiệt độ lên cao nhất, rất dễ gây ra tình trạng sốc nhiệt và say nắng. Tuy nhiên, với những công việc đặc thù như là giao hàng hay là dịch vụ vận chuyển bằng xe hai bánh thì không thể tránh khỏi phải làm việc ngoài trời nắng nóng. Do đó, quý vị nên sử dụng đồ bảo hộ chống nắng mà có chất liệu thoáng mát, thấm hút mồ hôi để che chắn cơ thể, nên nghỉ ngơi khoảng từ 10 đến 15 phút sau mỗi 45 đến 60 phút làm việc để cơ thể có thời gian được phục hồi và cần phải bổ sung nước uống hoặc là những đồ ăn có tính mát. Chuyển sang thời tiết tại thành phố Phú Quốc, nắng cũng xuất hiện từ sớm và sẽ duy trì cho tới cuối chiều, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Nhờ có gió biển thổi đều cấp 2, cấp 3 cho nên giúp bầu không khí ở đây trở nên thoáng đãng hơn. Về tối và đêm, trời mát khoảng 26 độ. Trên biển sóng gió êm ả, vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, Kiên Giang bao gồm Nam Du, Phú Quốc và Thổ Chu. Dự báo gió cấp 3 đến cấp 5, trời không mưa, có nắng, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và du lịch.